trí dự án cho anh nó làm tới đâu rồi mình còn có để mình gửi phòng phòng chẳng ai có hết. Đó, quay xe này còn phải biết phụng bình đó. Đó, nhà ở cửa đẹp ha, quá đẹp, quá xuất sắc. Nghe nè, còn tất cả mọi tiếp thùng đều ở đây hết mà. Hiện nay mua đất đó, không phải là mình chỉ ngồi mình chờ nó tăng giá nữa, mà mình mua xong rồi mình có thể kinh doanh cho nó có ở đây đấy, để ta phát triển nhiều. Đó là lý do vì sao mà có nhiều người ta đi mua căn hộ, mua căn hộ trong đó. Nhưng mà mua đất là cái tâm lý vị trí là mình phải để dành. Rồi. Và kinh doanh nhà trọ.